Lời tiên tri rùng mình về đập Tam Hiệp và số phận Trung Quốc. Kính thưa quý vị, lời tiên tri lành người của bà Vanga về đập Tam Hiệp. Kính thưa quý khán thính giả, đứng trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này đang đến từng ngày, đảng Cộng sản Trung Quốc như ngồi trên bếp than hồng. Người dân xung quanh khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp đã lên kế hoạch cho cuộc di dân khổng lồ, có thể nói là lớn nhất từ khi có loài người cho tới nay. Đứng trước sự sống và cái chết quá cận kề, đứng trước vấn nạn mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho dân tộc Trung Quốc bởi sự kiêu căng hống hách qua cái siêu đập khổng lồ có thể nói là lớn nhất hành tinh này, lãnh đạo Trung Quốc đã hãnh diện và đầy ngạo mạn với thành quả đập Tam Hiệp chưa bao lâu, thì hôm nay tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Người dân hạ lưu trên dòng sông Dương Tử đã sống trong nỗi lo, nỗi thấp thỏm, nỗi buồn không thể kể xiết từ khi có con đập. Và đỉnh điểm của nỗi lo ấy là hình ảnh Google đã cho thấy con đập đã bị biến dạng, bị dịch chuyển và nhiều vết nứt xảy ra. Trong nỗi lo lắng tột cùng của người dân Trung Quốc nói chung, người dân vùng hạ lưu của đập Tam Hiệp nói riêng, người ta là sởn tóc, lạnh sống lưng nhớ lại lời tiên tri của nhà tiên tri mù Vanga. Bà nói, rồi đây sẽ có nhiều vùng đất ngập chìm trong nước, con đập khổng lồ sẽ bị vỡ, thảm sầu sẽ đến. Người dân là ám ảnh với lời nguyền siêu đập ở Trung Quốc. Ám ảnh lời nguyền siêu đập ở Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang bị ám ảnh bởi lời nguyền siêu đập, trong đó có đập Tam Hiệp. Theo BBC, Trung Quốc hiện đang bị ám ảnh bởi lời nguyền siêu đập, trong đó có đập Tam Hiệp, nhằm thỏa mãn khát khao của những cái vĩ đại nhất. Tuy nhiên, đằng sau có sự hy sinh không thể tính xuể, niềm tự hào của đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp, công trình vĩ đại nhất thế giới xưa và nay chắn ngang sông Dương Tử. Nó không chỉ có tác dụng kiểm soát lũ lụt và sinh điện năng, mà còn là điểm đến du lịch của thế kỷ 21. Theo thống kê, đập Tam Hiệp cao 185m, rộng gần 2km, được xây dựng từ 30 triệu mét khối bê tông, sử dụng 30.000 ha đất nông nghiệp để có hồ chứa khổng lồ rộng tới 80.300 km2. Riêng hồ chứa nước chiếm toàn bộ diện tích hiện tại của khu vực Tam Hiệp, nằm giữa thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc và Bồi Lăng, Trùng Khánh. Theo thông tin đồn thổi, vốn đầu tư chính thức là 23 tỷ đô, nhưng các chuyên gia quốc tế tin rằng con số thực phải cao gấp nhiều lần. Đập Tam Hiệp có tổng công suất gấp 10 lần so với nhà máy điện hạt nhân Daza ở Quảng Đông và gấp 8 lần đập Hoover của Mỹ. Với việc xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc hy vọng có thể chế ngự thiên nhiên, tạo tiền đề cho dự án chuyển đổi nước Bắc Nam đầy tham vọng, nhằm đưa nước từ thung lũng sông Dương Tử ẩm ướt dọc theo hệ thống kênh rạch dài hàng nghìn km đến đồng bằng miền Bắc đang thiếu nước. Theo truyền thông Trung Quốc, đập Tam Hiệp lập nhiều kỷ lục đáng nể như đập cao nhất, đập tràn có lưu lượng nước khổng lồ, đập có các âu tàu phục vụ du lịch với cột nước cao khổng lồ. Dự án có vốn đầu tư vĩ đại nhất, đập Tam Hiệp chính thức trở thành biểu tượng đang lên của nền kinh tế Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21. Báo cáo của chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng công bố sau khi đập Tam Hiệp được chính thức phê chuyển duyệt năm 1992, chỉ thiên về mặt lợi, coi nó là một chương trình để củng cố sức mạnh chính trị, kinh tế và công nghệ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chi phí, xã hội và môi trường mà giới chức mới chỉ nhìn từ một phía. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là việc tái định cư cho người dân bị mất đất trong khu vực hồ chứa. Diện tích chứa nước đập Tam Hiệp rộng tới 10.000 km2 và kéo dài 600 km về thượng lưu. Nơi đây là quê hương bản quán của gần 1,5 triệu người, thuộc 19 quận huyện, 140 thành phố, 326 thị trấn và 1.351 ngôi làng. Theo chuyên gia môi trường người Mỹ Elizabeth Economy đề cập trong nghiên cứu dòng sông chảy ngược, tuy được ca ngợi nhưng các dự án thủy điện lớn của Trung Quốc lại được xem là những quả bom nổ chậm, lạm dụng mẹ thiên nhiên, làm thay đổi cơ cấu đất trồng, làm tăng biến đổi khí hậu và nhiều tác động tàn phá cách
kinh khủng khác. Một trong những hệ lụy nhãn tiền là suy thoái môi trường, cướp đi mỗi năm ước khoảng 10% GDP, trong đó có các vấn đề liên quan đến nước, vấn đề tiềm ẩn cho các bất ổn của chính trị đã từng xảy ra như khởi phát nhiều cuộc biểu tình dân sự và nạn bạo lực, tất cả đã được di dời đến một vùng đất mới. Số lượng trầm tích giữ lại dưới lòng hồ sẽ làm tăng nguy cơ lũ thượng nguồn sông Dương Tử tính từ Tứ Xuyên, gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái cục bộ. Sự ngập lụt của các di sản văn hóa, đập có thể là nguồn tạo ra những cơn địa chấn, động đất và sạt lở đất ở nhiều vùng lân cận. Thậm chí ngay từ đầu, nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã bày tỏ sự không đồng tình khi dự án đập Tam Hiệp được đưa ra trình bày tại Quốc hội vào năm 1992 thì có 1/3 đại biểu phản đối. Nhiều người ủng hộ cũng phải thừa nhận kể từ khi đập được xây dựng chưa có trận lũ kinh hoàng nào xảy ra trên sông Dương Tử như trận lũ xảy ra vào năm 1998, cướp đi 3.500 sinh mạng, hay đập lại thủ phạm gián tiếp trong cuộc động đất Tứ Xuyên năm 2008 khiến 87.000 người bị thiệt mạng. Chưa có bằng chứng cụ thể nhưng những chỉ trích đều cho rằng đập thủy điện khiến cho mức phân phối nước bị giảm đi ở các vực hạ lưu, khiến người dân trong vùng không kiếm ra nước uống trong thời gian hạn hán từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Thậm chí nạn hạn hán xảy ra năm 2011 ở Tứ Xuyên được cho là tệ nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Lịch sử thật cay đắng. Giả sử đập Tam Hiệp là sự tồn vong của Trung Quốc thì đập Muôn Hiệp lại là bài học cay đắng. Nếu những năm 50 ở thế kỷ trước các nhà khoa học dám nói lên sự thật thì chắc chắn nhân dân hai bờ sông Hoàng Hà sẽ không phải điêu đứng khốn khổ về hồ nước này suốt hơn nửa thế kỷ qua. Năm 1952, chính phủ Trung Quốc mời Liên Xô giúp lập dự án trị thủy Hoàng Hà nằm giáp tỉnh Hà Nam Sơn Tây. Đây là một công trình vĩ đại, xây dựng 46 đập nước lớn, trong đó Tam Muôn Hiệp là lớn nhất. Tổng công suất phát điện là 23 kW, gấp 10 lần sản lượng điện toàn quốc năm 1954. Tháng 9 năm 1960, hồ chứa nước Tam Muôn Hiệp hoàn thành, nhưng sau đó 800.000 mẫu ruộng canh tác lúa hai bờ sông đều bị ngập, phải di dời cả một huyện. Thành phố Tây An bị đe dọa nghiêm trọng. Từ năm 1972, Hoàng Hà bắt đầu đứt dòng chảy, và từ năm 1990, bình quân Hoàng Hà có hơn 100 ngày không có nước mỗi năm. Hàng trăm nghìn nông dân phải rời bỏ ruộng đất màu mỡ để đến các vùng đất cằn cõi ở vùng sâu, vùng xa. Một số người phải di dời nhiều lần khiến họ mất sạch cơ nghiệp. Ngày nay, sau hơn 60 năm, lưu vực Hoàng Hà ngày càng tồi tệ. Nước sông phía hạ lưu hầu như chẳng còn lại bao nhiêu. Nông dân bị thiệt hại quá nhiều. Tam Muôn Hiệp đã trở thành bài học đắt giá. Hoàng Hà nơi được ví như cái nôi của nền văn minh Trung Quốc, sau khi xây dựng đập dòng sông là trở thành nỗi buồn Trung Hoa. Năm 2004, nhiều kỹ sư tham gia thiết kế Tam Muôn Hiệp thừa nhận trên truyền hình Trung Quốc đây là sai lầm cay đắng nhất của Trung Quốc khi bị móng vuốt và răng của con rồng độc ác chế ngự. Hiện nếu ai muốn đến thăm đập Tam Muôn Hiệp phải trả lệ phí 30 nhân dân tệ, 100.000 Việt Nam đồng. Tam Hiệp của Trung Quốc bị nghi đang biến dạng. Một bức ảnh đập Tam Hiệp biến dạng gần đây đã thu hút sự chú ý của truyền thông cả trong và ngoài Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng bác tin đồn, nói rằng đập vẫn vận hành bình thường, đồng thời nói rằng bản đồ vệ tinh của Google có vấn đề. Tuy nhiên, tiến sĩ Vương Duy Lạc, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề đập Tam Hiệp, hiện cư trú tại Đức cho biết, mới đầu khi thiết kế đập Tam Hiệp đã có tính toán đến nguy cơ biến dạng. Hôm ngày 1 tháng 7, Lãnh Sơn, một học giả kinh tế độc lập người Hoa, đã đăng tin hai bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên tài khoản Reuters của mình. Trong đó, bức ảnh bên trái cho thấy tổng thể đập vẫn là đường thẳng, còn bức ảnh bên phải lại cho thấy con đập bị biến dạng rõ rệt. Lãnh Sơn nói trên Reuters rằng, đập Tam Hiệp đã biến dạng. Một khi vỡ đập, một nửa Trung Quốc sẽ rơi vào cảnh khốn khổ, những đại gia tộc kia cũng sẽ di dời.
Sau khi tìm hiểu trên Google, nhiều cư dân mạng tin rằng Đập Tâm Hiệp đúng thật bị biến dạng. Truyền thông tại Trung Quốc đại lục đã nhanh chóng đăng bài nhằm bác bỏ tin đồn, nói rằng bản đồ vệ tinh Google không phải là do vệ tinh trực tiếp chụp ảnh, mà là thông qua một loạt hệ thống xử lý tính toán để tạo hình. Tập đoàn khoa học của công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc còn đặc biệt đưa ra một bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao để thanh minh cho việc này. Chủ nhiệm phòng quản lý lưu lạc sông thuộc tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, đơn vị phụ trách xây dựng Đập Tam Hiệp, đảm bảo trước truyền thông rằng Đập Tam Hiệp vận hành rất bình thường. Tuy nhiên, cách nói của phía chính quyền Trung Quốc cũng chưa thể nào xóa bỏ được hoàn toàn nghi ngờ của dân chúng. Có cư dân mạng cho biết hình ảnh vệ tinh Google xác thực thường xuyên có hiện tượng biến dạng, nhưng hình ảnh Đập Tam Hiệp biến dạng nghiêm trọng dường như đã vượt quá phạm vi sai lệch hình ảnh. Còn có người nghi ngờ, nếu Đập Tam Hiệp biến dạng là do sai lệch về hình ảnh, vậy vì sao nhiều con đường xung quanh đập lại không biến dạng? Có người nói thẳng, truyền thông của đảng càng lên tiếng bác tin đồn thì là càng khiến cho người ta lo lắng. Về vấn đề này, chia sẻ với Epoch Times, chuyên gia thủy lợi Vương Di Lạc đã tiết lộ một bí mật mà ngoại giới không biết. Đó là Đập Tam Hiệp lúc thiết kế đã suy xét đến khả năng có thể bị dịch chuyển. Ông Vương Di Lạc cho biết, Đập Tam Hiệp do hàng mấy chục khối đập bê tông đập lập ghép thành, chứ không phải là một khối đúc liền như mọi người nhìn thấy. Mỗi một khối đập sẽ lợi dụng trọng lực đặt trên nền móng để giữ ổn định, cũng tức là đặt trên nền đá. Chỗ kết hợp giữa khối đập và móng đập không giống như khi xây nhà, cọc thép được chôn xuống dưới, móng của nó là phân tách. Khi chịu ảnh hưởng của áp lực và nhiệt độ nước, nó sẽ xảy ra biến dạng và dịch chuyển khác nhau, tức là con đập lớn đang dịch chuyển, ông Vương Di Lạc nói. Mở đầu, khi thiết kế Đập Tam Hiệp đã suy xét đến khả năng dịch chuyển, mỗi năm dịch chuyển khoảng vài mm về phía trước, nhưng tình hình dịch chuyển thực tế là không đồng đều, tức là nó không cùng dịch chuyển theo một đường thẳng nằm ngang. Khi bê tông rất dễ sinh ra vết nứt ở những chỗ nối, khiến cho chuyển động không đều này mạnh hơn, cuối cùng con đập khổng lồ sẽ hỏng. Ông Vương Di Lạc cho biết, nếu nó đập kết cấu bê tông cốt thép sẽ không bị uốn cong, thì đó chỉ là nói về một khối đập, nó sẽ không bị uốn cong. Hiện tại là nhiều khối đập kết nối lại với nhau, vậy khi cả một khối lớn dịch chuyển, nó không trên một đường thẳng nằm ngang, thì nó sẽ sinh ra hiện tượng uốn cong. Ông Vương Di Lạc chia sẻ, tôi công tác ở đó thời gian tương đối dài, tôi có thể nói, nếu Đập Tam Hiệp bị vỡ, thì 700.000 người đang cư trú ở thị trấn Nghi Sương, trắng cửa phía đông của Đập Tam Hiệp sẽ bị biến mất.